Kính chào quý vị. Bão số 3 đổ bộ vào hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chiều nay với sức gió giật cấp 16. Dù không còn đạt cấp siêu bão nhưng vẫn di chuyển nhanh và có sức tàn phá lớn. Gần 13.000 hộ dân tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình phải sơ tán khẩn cấp. Gần 6,5 triệu học sinh tại 14 tỉnh thành được cho nghỉ học để tránh bão. Các sân bay đóng cửa, giao thông gián đoạn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở và lũ quét đe dọa nhiều khu vực. Thông tin cập nhật về cơn bão số 3. Cơn bão rất nguy hiểm và những tin mới khác trên cả nước sẽ được cập nhật trong Chuyển động Duyên Hải chiều nay. Bão số 3 đổ bộ gây cảnh tượng chưa từng thấy ở các tỉnh phía Bắc. Ngư dân Quảng Ninh vật lộn với sóng dữ khi cố cứu tài sản trên ghe thuyền. Hải Dương ghi nhận một người tử vong do cơn bão số 3. Những khoảnh khắc ấm tình người giữa tâm bão được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an xác minh vụ người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ô tô đang chạy ở Bình Dương. Cháy lớn ở Kon Tum thiêu rụi cơ sở kinh doanh phòng trà. Nguyên nhân bất ngờ khiến bé 5 tuổi bị khuyết tật tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật không phép. Lúc 16 giờ chiều nay, bão số 3 giảm 1 cấp so với lúc 13 giờ chiều, sức gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Vị trí tâm bão số 3 vẫn nằm trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong 12 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h, đi vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng mai, ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão nằm trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, cấp gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Trong 12 giờ tiếp theo nữa, bão số 3 vẫn giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển và đi sâu vào đất liền, suy yếu rồi tan dần ở các tỉnh Tây Bắc. Chiều nay, bão số 3 đã chính thức đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16. Bão số 3 vào Quảng Ninh với sức gió rất lớn đã không phá nhiều cây xanh, làm tốc mái nhiều ngôi nhà. Gió rất mạnh gây đổ vỡ nhiều công trình khiến người dân khiếp sợ. Sức gió của bão đã khiến loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, người dân di tản khẩn cấp. Người dân ở thành phố Hạ Long cho biết, trong hơn gần 20 năm qua, đây là một trong những cơn bão khủng khiếp tràn vào địa phương này và đang gây hậu quả nặng nề. Chiều nay, Hải Phòng có mưa cùng những cơn gió quất mạnh, tạo nên những tiếng gầm rú như máy bay phản lực. Nhiều cây cối đã ngã đổ, nhiều hàng quán tạm, mái tôn, biển quảng cáo bị bung, tốc mái đổ vỡ. Hải Phòng đang mất điện trên diện rộng. Chính quyền thành phố Hải Phòng thông báo trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội yêu cầu người dân không có việc cần thiết không nên ra đường trước 20 giờ tối nay. Bão số 3 vẫn còn gió mạnh và đi sâu vào đất liền. Bão gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10 tại Hà Nội trong chiều và đêm nay. Tối nay Hà Nội bắt đầu có gió mạnh dần lên khi tâm bão đi qua, nhưng ngay từ chiều nay, Hà Nội đã có gió giật mạnh kèm theo mưa lớn, khiến hàng loạt biển quảng cáo, cây cổ thụ đổ rạp trên nhiều tuyến đường. Gió lớn thổi bay mái tôn nhà xưởng công ty giày Thượng Đình, Thanh Xuân. Cây đổ la liệt khiến một số chủ xe vội vã dời ô tô đi nơi khác, tránh cây bật gốc để bẹp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không đi ra đường để đảm bảo an toàn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ven biển bão số 3 đổ bộ tiếp tục duy trì cấm đường, hạn chế tối đa người dân ra khỏi nhà đến 20 giờ hôm nay. Chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy Tiền phương chống bão Gia Ghi trưa nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết việc cấm đường và hạn chế người dân ra khỏi nhà nhằm giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái sập đổ. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cũng kiến nghị địa phương cấm đường trong thời gian bão Gia Ghi đổ bộ và xử lý nghiêm người đưa tin không chính xác về bão. Các lực lượng cần tập trung vật tư sẵn sàng ứng phó tại các điểm xung yếu trên các tuyến đê biển, đê sông tại Hải Phòng, Nam Định và bố trí người ứng trực tại các hồ chứa nhỏ. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Nghệ An trở ra chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn do bão số 3. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo viên và nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chủ quan với hoàn lưu sau bão. Những cơ sở giáo dục tổ chức học nội trú, bán trú cần có biện pháp đảm bảo an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống cho học sinh tại ký túc xá, không để các em về nhà trong khi mưa bão, mất an toàn. Sẵn sàng cho người dân vào tránh trú trong các cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất an toàn.
Thưa quý vị, trong sáng nay, bão số 3 càn quét qua các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Bạch Long Vĩ. Bão số 3 không còn là siêu bão, đã giảm cấp khi vào vịnh Bắc Bộ nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nhiều thuyền bè neo đậu ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị sóng đánh vỡ chìm, cuốn trôi. Nhiều cây cối, biển báo, lều bạt gãy đổ do ảnh hưởng của bão Yagi. Bạch Long Vĩ là đảo tiền tiêu trên vịnh Bắc Bộ, là hòn đảo xa bờ nhất, trực thuộc thành phố Hải Phòng, cách đất liền khoảng 110 km. Trong sáng nay, bão số 3 đổ bộ vào đảo Bạch Long Vĩ với sức gió khoảng cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Sức gió mạnh kèm theo mưa to khiến nhiều cây xanh trên đảo bị gãy. Toàn bộ người dân trên các tàu thuyền và các hộ dân sống ven bờ kè đảo Bạch Long Vĩ đã được di dời tránh trú tại nhà đa năng của huyện. Một chia sẻ của người dân sống trên huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vào trưa nay, đó là lần đầu tiên mới chứng kiến bão khiến sóng dâng như cột. Từ 2 giờ 30 phút sáng nay, toàn bộ huyện đảo Cô Tô bị mất điện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố từ đường dây 110 kV và do cây cối gãy đổ vào đường dây cột điện. Trong sáng nay, bão gây sóng lớn làm đắm 6 tàu xi măng và tàu gỗ đang neo đậu ở khu vực Âu Cảng của đảo. Sóng di động ở đây cũng bị chập chờn do các viễn thông bị đứt. Ghi nhận ban đầu có trên 50 ngôi nhà bị tốc mái. Trong sáng nay, khi bão số 3 vừa bắt đầu đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ, thì vùng ven biển Quảng Ninh đã có mưa to, gió lớn. Từ sáng sớm, ngư dân ở huyện Vân Đồn bất lực đứng trên bờ, nhìn thuyền, nhà bè, tài sản bị sóng nhấn chìm. Từ sáng sớm hôm nay, nhiều đợt mưa lớn kèm theo gió rít thổi liên tục trên khu vực phía nam cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, khiến nhiều thuyền, nhà bè bị thổi bay, nhấn chìm. Dù trước đó ngư dân đã gia cố, neo đậu đúng nơi quy định, nhưng với sức gió cấp 14, giật cấp 17 vẫn khiến lượng lớn thuyền, nhà bè bị thổi trôi trên biển. Nhiều tàu thuyền dù đã neo đậu, đứng vững, nhưng người trên thuyền vẫn đối mặt với nguy hiểm vì không có cách để vào bờ. Cũng tại cảng Cái Rồng sáng nay, có nhiều người dân cố cứu tài sản trên ghe thuyền và gặp nạn. Một người dân đang ở trên ghe bị rơi xuống biển, vẫn chưa có thông tin cụ thể. Một người đàn ông khác cố cứu tài sản trên ghe cũng bị rơi xuống biển, phải bám vào thành tàu để không bị trôi. Sau chục phút vật lộn với sóng dữ, người đàn ông này may mắn leo lại được lên thuyền. Khoảng 8 giờ 30 phút, mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm ngã cây bên đường ở Hải Dương, đè chết một người đi đường. Vụ việc xảy ra trên đường 392, đoạn qua xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là người đàn ông sinh năm 1971, ngụ tỉnh Thái Bình. Khi đang lưu thông trên đường thì bị cây ngã đè vào người. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ở phòng khám gần đó, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Tại Quảng Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hạ Long đã kịp thời ứng cứu một người dân bị cây ngã đè trúng người và xe máy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng nay tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Có cháu bé đi xe máy bị cây ngã đè trúng. Tổ công tác của đơn vị đã kịp thời xuống cứu giúp cháu bé thoát khỏi cây xanh bị gãy đổ và chở cháu bé về nhà bàn giao cho gia đình. Hôm nay trên mạng xã hội chia sẻ những khoảnh khắc ấm tình người tại Quảng Ninh khi bão số 3 đổ bộ. Đó là một khoảnh khắc một tài xế ô tô con lái xe che chắn để nhiều người đi xe máy dắt xe vào vỉa hè tránh gió bão đang táp tới có thể thổi bay cả người lẫn xe tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận, đánh giá hành động đẹp của tài xế ô tô con. Trưa nay, bão số 3 mang theo mưa và gió giật mạnh đã vào Hà Nội. Đi ra đường lúc này thực sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảng hơn 12 giờ trưa, một số xe máy và ô tô vẫn đang cố di chuyển qua cầu Nhật Tân để trú về nơi an toàn. Đáng ngại hơn là cầu Nhật Tân, cây cầu cao và hút gió giữa sông Hồng. Rất may một số lái xe ô tô đã đi chậm lại, che chở cho những người đi xe máy. Một hành động ấm lòng giữa ngày mưa bão và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hôm nay. Từ 13 giờ chiều nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội đã tạm dừng hoạt động hai tuyến metro Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội để đảm bảo an toàn trong bão số 3. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo dựa trên tình hình thực tế sau khi bão tan. Trước khi bão số 3 đổ bộ đến, người dân Hà Nội từ sáng sớm đã dùng bao cát, sử dụng bàn ghế để chặn cửa tầng hầm, có nơi dùng xe container chặn cửa ngăn gió. Để phòng chống bão, người Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp. Đáng chú ý, một số cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng dùng xe container chặn trước cửa, phòng gió giật vỡ kính.
việc chăn chống buộc kỹ cửa kính cũng được nhiều nơi áp dụng. Lo ngại khi bão đổ bộ vào đất liền gây mưa to khiến hầm để xe bị ngập, nhân viên ban quản lý khu nhà ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã cố bê cao cát, sử dụng bàn ghế để chặn cửa tầng hầm. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm qua và rạng sáng hôm nay, trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa, gió lốc mạnh, khiến 60 căn nhà bị tốc mái, nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại. Ngay sau khi sự cố thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã huy động lực lượng cùng công an, bộ đội nhanh chóng hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, khắc phục hậu quả, sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Liên quan đến những tác động của cơn bão số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ hôm nay đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ ngập lụt diện rộng. Từ hôm nay đến ngày 10 tháng 9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Các con sông nằm dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Riêng đỉnh lũ trên các sông nhỏ, các sông thượng nguồn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình, khả năng lên mức báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Khoảng 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước khi đang đi câu cá ở vùng biển thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Vụ đuối nước xảy ra vào 17 giờ chiều qua. Nạn nhân là ông Nguyễn Bắc Ái, 42 tuổi, ngụ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Trong lúc câu cá ở khu vực biển thuộc thôn Sơn Hải 2 thì bị sóng biển cuốn mất tích. Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên đội mũ bảo hiểm trèo lên nắp capo xe ô tô chạy trên đường. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ. Theo đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ trung niên đội mũ bảo hiểm sau khi đứng trước đầu ô tô nói chuyện lớn tiếng rồi bất ngờ leo lên nắp capo xe ô tô. Tài xế sau đó đã điều khiển xe chạy trên đường. Theo xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ tối qua trên đường Lê Thị Trung thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi người phụ nữ leo lên nắp capo, tài xế đã lái xe chạy hết đường Lê Thị Trung rồi rẽ vào đường Huỳnh Văn Lũy, sau đó mới dừng lại trước một căn nhà. Sáng nay xảy ra vụ cháy lớn khiến cơ sở kinh doanh phòng trà ở thành phố Kon Tum bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, sở kinh doanh phòng trà ở phường Duy Tân, thành phố Kon Tum bốc cháy dữ dội. Chỉ trong 10 phút, đám cháy bùng lên cao hàng chục mét, thiêu rụi hoàn toàn tài sản. Thời điểm xảy ra cháy có chủ nhà và em gái đang ở trong, chạy thoát được ra ngoài kịp thời. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và xe chuyên dụng của công an thành phố Kon Tum đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy sau đó. Tuy nhiên, căn phòng hơn 70m² bị thiêu rụi hoàn toàn. Một ngôi nhà sàn gỗ 2 tầng, 5 gian của người dân ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn, ước tính sơ bộ lên tới nhiều tỷ đồng. Lửa bao trùm căn nhà sàn khủng ở xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ngay khi phát hiện ra vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ gia đình dập lửa cũng như gọi điện cho lực lượng chức năng thực hiện công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do ngôi nhà làm bằng gỗ và gió thổi mạnh, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Nam thanh niên 25 tuổi ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghi ngáo đá, cầm dao cố thủ trong nhà từ chiều hôm qua. Đến tận chiều nay, công an và lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công. Khoảng 16 giờ chiều qua, nam thanh niên 25 tuổi ở phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai liên tục có hành vi đập phá đồ đạc trong nhà, dùng dao đưa lên cổ la hét, dọa tự sát nếu có người vào can ngăn. Người nhà đã trình báo công an nhờ giúp đỡ. Tại hiện trường, nam thanh niên cố thủ trong phòng ngủ và không đồng ý ra ngoài khi công an nhiều lần vận động, thuyết phục. Sáng nay, hàng chục cảnh sát đã đến hiện trường để tìm cách khống chế nam thanh niên. Đến 14 giờ 25 chiều nay, lợi dụng lúc nam thanh niên sợ hở, mất cảnh giác, cảnh sát đã ập vào khống chế một cách an toàn. Theo gia đình, do mâu thuẫn với vợ nhiều ngày nay và vợ đã bỏ đi khỏi nhà, không liên lạc được, nên nam thanh niên bực tức, nghi sử dụng ma túy và mất kiểm soát. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đất đai của 5 hộ dân, cán bộ địa chính xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
hô biến thành đất của người quen rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất điều tra và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân, 38 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, với hai hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian làm công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường tại Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Tân đã tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Tân đã làm thủ tục sang tên các hồ sơ này cho người quen của mình, sau đó mang đi thế chấp các quyền sử dụng đất này tại các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn làm rõ ngoài những vụ việc trên, ông Nguyễn Quốc Tân còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân khác với tổng số tiền 2,33 tỷ đồng. Nam thanh niên ở tỉnh Nghệ An đã dùng dao khống chế cô gái rồi chiếm đoạt cháu bé 1 tuổi, đưa lên xe bỏ trốn. Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ Vũ Văn Tùng, 27 tuổi, trú ở địa phương về hành vi dùng vũ lực để khống chế, chiếm giữ người dưới 16 tuổi. Ngày 28 tháng 8, Tùng mang theo dao đến nhà riêng của cô gái 25 tuổi ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Thành đã phá cửa kính, xông vào nhà và kề dao khống chế ép cô gái làm theo yêu cầu của mình. Cô gái sợ hãi ôm con nhỏ 1 tuổi bỏ chạy nhưng bị nghi phạm đuổi kịp, bắt cháu bé lên xe máy bỏ đi. Công an huyện Yên Thành nhanh chóng điều tra, giải cứu được cháu bé và bắt giữ nghi phạm. Do người mẹ làm mất giấy chứng sinh và quên không làm giấy khai sinh, cháu bé 6 tuổi ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi không thể đi học lớp 1 ngay sau khai giảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã đứng ra bảo lãnh để trường tiếp nhận học lớp 1 như bạn bè, giấy khai sinh sẽ được bổ sung sau. Với rất nhiều lý do nên người mẹ 25 tuổi ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi không làm giấy khai sinh cho con. Trường tiểu học Hành Đức không thể tiếp nhận do không có cơ sở để xác định cháu tới tuổi đến trường, cũng không có cơ sở nhập liệu thông tin cho cháu. Sau khi nắm thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành đã chỉ đạo trường tiểu học Hành Đức tiếp nhận cháu bé. Ông Nguyễn Sĩ Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Đức đã đứng ra bảo lãnh để cháu bé đảm bảo quyền được đến trường. Các thủ tục khác gia đình sẽ được hoàn thiện và bổ sung sau. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã cũng yêu cầu trường học, tư pháp xã ra soát, báo cáo nếu phát hiện sự việc tương tự, chủ động xử lý sớm, không để trường hợp tương tự xảy ra. Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân khiến trẻ 5 tuổi tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật không phép ở phường Y Green, thành phố Pleiku. Qua xác minh ban đầu, trưa ngày 1 tháng 9, tại điểm nuôi trẻ khuyết tật do bà Phạm Thị Hồng, sinh năm 1957 làm chủ, hoạt động từ năm 2016 đến nay nhưng không có giấy phép. Cơ sở này đang nuôi dưỡng chăm sóc 35 trẻ bị khuyết tật về trí tuệ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Hồng nhờ Nguyễn Ngọc Duyên, sinh năm 2003, là trẻ khuyết tật tâm thần nặng, cho cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt, sinh năm 2019, là trẻ khuyết tật thiểu năng trí tuệ ăn cơm. Tuy nhiên, khi ăn cơm, Kiệt bị nôn ói nên Duyên dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng của cháu Kiệt. Thấy Kiệt bất tỉnh, Duyên bế cháu Kiệt sang văn phòng gọi bà Hồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi, tỉnh Gia Lai, trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và sau đó cháu Kiệt tử vong tại bệnh viện. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ bạo hành nhiều trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ vai trò của chủ cơ sở. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam hai bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các nghi phạm có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Rà soát làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý của các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự. Về vai trò của bà Giáp Thị Sông Hương, Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò trách nhiệm của bà này, khi nào có kết quả sẽ cung cấp sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng trao bằng khen biểu dương báo Thanh Niên đã phát hiện kịp thời vụ bạo hành trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho tập thể Ban Chính trị Xã hội báo Thanh Niên cùng hai phóng viên Trần Duy Khánh và Nguyễn Thị Uyển Nhi vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện kịp thời vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong các cơ quan báo chí tiếp tục nắm bắt các nguồn tin, tìm hiểu sự việc để có phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng về mặt còn tồn tại hạn chế trong cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn. Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi phẫu thuật thành công ca bệnh tắc tá tràng cho bé sinh non 35 tuần tuổi, cân nặng 1,1 kg. Bệnh nhân Nhi nhập viện trong tình trạng sinh non, nhẹ cân và nôn dịch dạ dày xanh. Kết quả siêu âm và chụp X quang dạ dày, bác sĩ kết luận trẻ bị tắc tá tràng và chỉ định phẫu thuật. Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh Nhi bằng phương pháp mổ mở để tìm vị trí tắc và khâu nối tá tràng. Sau phẫu thuật, bệnh Nhi được chăm sóc tại khoa Nhi sơ sinh, sức khỏe và các chỉ số của bệnh Nhi đã ổn định. Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn vì bệnh Nhi quá nhỏ, cân nặng chỉ hơn 1 kg. Tuy nhiên, với nỗ lực của cả ekip, ca mổ đã thành công. Nam thanh niên cướp vé số của cụ bà ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt giữ. Nghi phạm từng có 3 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Thuận Thảo, 44 tuổi, ngụ phường Tự An, là nghi phạm cướp giật 430 tờ vé số của cụ bà 80 tuổi, tổng trị giá 4,3 triệu đồng. Vụ cướp giật xảy ra vào sáng hôm qua, sau khi tiếp nhận sự việc từ công an phường Thành Công. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh, sàng lọc nghi phạm. Sau khi triệu tập lên làm việc, trước các chứng cứ thu thập được, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công ty thủy sản ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau bị phạt hơn 2 tỷ đồng vì xả chất thải chưa xử lý ra môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Thuận Đức bị xử phạt về 3 lỗi là không vận hành hệ thống xử lý chất thải, lắp đặt đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường và xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật. Tổng mức phạt là 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường thời hạn 4,5 tháng để khắc phục vi phạm, buộc phá dỡ đường ống xây lắp trái quy định để xả thải không qua xử lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Thuận Đức do một người Trung Quốc làm giám đốc, chuyên chế biến, sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Thông tin này cũng đã kết thúc Chuyển động Duyên Hải chiều nay. Quý vị có thể xem lại trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.